Chào các bạn, mình đến từ BM.vn. Và các bạn có thể nhìn thấy ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn hai chiếc máy. Hiện tại nó đang làm mưa làm gió trong phân khúc 3-4 triệu, được anh em săn lùng cực kỳ là nhiều luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy bên này mình đang có một chiếc Redmi Note 8, một chiếc điện thoại của thương hiệu Xiaomi, và là bản nâng cấp của chiếc Redmi Note 7 mà được anh em săn lùng và mua với số cực kỳ lớn luôn. Bên mình bán gọi là kinh khủng luôn đấy. Và bên này là một chiếc điện thoại có tên là Realme Q, một chiếc điện thoại với thương hiệu Realme, một thương hiệu mới, thương hiệu con của chiếc của thương hiệu Oppo. Và đây là chiếc điện thoại với phiên bản quốc tế vừa ra mắt ngày 3 tháng 10 vừa giờ với tên là Redmi 5 Pro anh em nhá. Thì hiện tại mình bán hai chiếc máy này với mức giá dưới 4 triệu anh em ạ. Cụ thể thì chiếc Redmi Note 8 này mức giá là 3.950.000 và chiếc Realme Q này với mức giá là 3.850.000. Đều cho phiên bản RAM là 4GB và bộ trong là 64GB. Và tất nhiên rồi, hai chiếc máy này với mức giá như vậy nên được anh em cực kỳ phân vân luôn. Khi mà Redmi Note 8 thì nó quá nổi tiếng và quá là ổn định, với là phiên bản nâng cấp tiếp theo của Redmi Note 7 được anh em rất là tin tưởng rồi. Nhưng lại chỉ sở hữu CPU Snapdragon 665 thôi, một CPU nâng cấp rất là nhẹ so với CPU Snapdragon 660 của chiếc Redmi Note 7. Còn chiếc Redmi Q này thì nó lại sở hữu CPU là Snapdragon 712, một CPU đầu 7 luôn anh em nhá, dưới 4 triệu và mình mua được một CPU đầu 7 luôn rồi. Nhưng mà thương hiệu rất là mới, anh em cũng rất là lăn tăn không biết chọn máy nào. Thì ngày hôm nay mình làm clip này ấy, cũng chủ yếu là mình phân biệt giữa hai chiếc máy này về cái trải nghiệm thực tế của mình cầm trên tay, sử dụng như thế nào, sạc như thế nào, và về màn hình các thứ sẽ là như nào. Chỉ đơn giản theo cảm nhận của mình thôi. Nếu anh em có cảm nhận nào khác thì anh em có thể comment vào bài viết nhá. Chứ mình không khen hay chê máy nào cả. Và mình sẽ làm một bài test nữa, là bài test về tốc độ và khả năng chơi game của hai chiếc máy này, xem nó sẽ phù hợp với bạn nào và xem chiếc máy nào sẽ chạy tốt hơn, để đưa anh em có thể đưa ra một cái quyết định cuối cùng là mình sẽ lựa chọn chiếc máy nào trong hai chiếc máy này. Rất đơn giản thôi anh em ạ. Anh em chú ý xem mình làm nhá. Đây, chúng ta sẽ bỏ hai chiếc hộp sang hai bên và đây là hai chiếc máy này. Đó, anh có thể nhìn thấy không? Redmi Q rất là màu sắc, rất là đẹp luôn. Đều là màu xanh hết. Lưng rất là đẹp luôn. Đây, sẽ lau cho nó sạch. Chiếc Redmi Note 8 cũng là màu xanh. Phiên bản Redmi Q này thì hiện tại bên mình có hai màu. Đó, màu xanh blue và màu xanh green, màu xanh ngọc ấy, xanh lá cây ấy. Thì ở đây là màu xanh blue. Và phiên bản Redmi Note 8 này thì hiện tại bên mình có ba màu. Màu xanh này, màu trắng, nó sẽ hơi một chút màu xanh, và một cái là màu xám. Thì anh em có thể nhìn thấy dễ dàng, đây là một phiên bản, hai phiên bản này đều có thiết kế bên ngoài gần tương tự nhau. Khi mà nó đều có cụ 4 camera ở đây, mình có thể đưa lên cho anh em nhìn. Nhưng cá nhân mình ý, thì mình rất thích cái cụ camera của chiếc Redmi Note 8. Nó được thiết kế đơn giản nhưng mà lại mang cái tính thẩm mỹ mà mình rất là thích. Trên chiếc Redmi Realme Q thì cũng là 4 camera và nó có một cái viền khá lớn ở đây. Cái viền này thì mình thấy một điều nó hơi thô, nhưng mà nó có cái tác dụng ấy là nó sẽ gồ lên một tí để tránh trường hợp bị xước cái kính của camera ở đây. Nhưng trên chiếc Redmi Note 8 này thì lại bằng, thế nên là rất dễ bị xước. Nhưng cái viền của chiếc Realme Q này và cái vân tay thì rất là thô. Cái này là mình cái mà mình không thích một chút nào cả. Bù lại thì nó có một cái mặt lưng này, thế bỏ anh em bỏ nó là bằng nhựa. Thay trên chiếc Redmi Note 8 thì là bằng kính, bằng nhựa, bằng kính thì không sao. Miễn sao là đẹp. Thì trên Redmi Q mặt lưng mình thấy rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy khi mà nó có làm hoa văn cắt kim cương ở đây. Cực kỳ đẹp luôn, mình rất thích cái mặt lưng này. Trên chiếc Redmi Note 8 thì cái mặt lưng này nó quá đại trà, rất nhiều máy như này rồi. Xiaomi thì Note 7 rồi, chiếc CC9, CC9E thì đều có cái kiểu mặt lưng làm giống như này. Đây, anh em nhìn đây. Đấy, đều có kiểu cái màu như này. Cái này thì nhiều máy làm lắm, nhưng mà trên chiếc Realme Q hay là Realme 5 Pro này thì mình rất thích cái mặt lưng kim cương này. Mặc dù là nó bằng nhựa, cảm giác không cao cấp như này nhưng mà mình thấy nó đẹp. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn cảm giác cầm nắm mặt đằng trước thì mình thấy nó gần như tương tự nhau. Anh em có thể nhìn thấy không? Rất là tương tự nhau luôn, giống nhau cực kỳ luôn. Đó. Trên chiếc Redmi Note 8 thì có cái chữ thêm chữ Redmi đây, và cái này là mình không thích.
mình thích nó như chiếc Redmi Note 7, không cần một thương hiệu đây làm cái gì cả. Nhưng mà nó lại cái mặt kính của Redmi Note 8 ấy, thì nó có thêm một gân xanh đối với phiên bản màu xanh này. Thì cái này nó khá lạ mắt mà trông rất là hay. Mình cảm tưởng như là có đèn sáng xanh ở đây, nhưng không phải, đây chỉ là cái màu xanh ở trên kính thôi. Nếu mà vỡ kính mà không có kính xanh này thì cũng buồn cười đấy. Mình thích cái này thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn đây. Đấy, còn lại là nó khá tương đồng với nhau. Mình cầm trên tay rất là giống. Chiếc Redmi Note 8 thì có cái viền mình có cảm giác cầm nó vừa vặn, nó không bị cấn nhiều như là cái viền của chiếc Redmi Q này. Khi mà cái Redmi Q này nó có cái lớp kính ở trên mặt này, nó làm hơi thô, vẫn là hơi thô. Chúng ta có thể cảm thấy nó hơi bị cấn tay ở khi mà chúng ta vuốt đây. Nhưng trên chiếc Redmi Note 8 thì hoàn thiện rất là tốt, cầm thích hơn, thích hơn rất là nhiều. Mà cảm giác như Redmi Note 8 rất là chắc chắn, nó chắc chắn hơn rất là nhiều luôn đấy, rất là nhiều so với Redmi Q luôn. Trọng lượng của hai chiếc máy thì cảm giác tương tự nhau. Khi mà mình trải nghiệm cái mặt trước thì mình thấy cái màn hình của hai chiếc máy này cũng không có gì khác biệt cho lắm, chất liệu hiển thị cũng rất là tốt. Redmi Q này thì có màu sắc hơi vàng hơn một chút so với màu sắc của chiếc Redmi Note 8, có màu ngả sang màu xanh. Cảm tưởng như đây là một chiếc màn hình giống anh em tưởng tượng này, đây là một chiếc màn hình của iPhone và đây là một chiếc màn hình của Samsung. Rất là Samsung rất là sặc sỡ và đỉnh mắt. Còn iPhone thì cảm giác rất là thật, thì cái màn hình của Redmi Q là mình thích hơn. Đây là trải nghiệm sơ sơ của mình thôi. Về camera ấy, thì hai chiếc máy này cũng tương tự. Mình cũng không cần giới thiệu cụ thể đâu, bởi vì hai chiếc máy này anh em mua với mức giá như thế thì cũng chủ yếu là để chơi game thôi. Camera thì cũng khá là tốt. Nó có những 4 camera chính và độ phân giải cao nhất của chiếc camera chính là 48 megapixel. Hai chiếc này đều tương tự như nhau và có góc chụp rất là rộng. Ở cái mức độ camera thì mình thấy khá ổn. Khá ổn luôn. Chúng ta có đầy đủ cái tính năng như là xóa phông hay là chụp ảnh góc rộng, tất cả các thứ mình cảm thấy cũng ok. Chiếc Redmi Q hay chiếc Note 8 này cũng tương tự như nhau. Về camera thì anh em chọn máy nào cũng được, nhưng mà về cái khả năng cầm nắm và độ chắc chắn thì mình vẫn thích Note 8. Màn hình thì mình thích của Redmi Q hơn. Cái đơn giản của mình đánh giá chỉ như thế thôi. Cái quan trọng nhất ấy là khi chơi game nó sẽ là như thế nào, thì bây giờ mình sẽ đi cụ thể vào cái bài test tốc độ trước. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua nhé. Ở đây thì mình có cả một phần mềm là AnTuTu mà được anh em hay đánh giá điểm của chiếc điện thoại nhất. Thì mình sẽ thử xem là chiếc máy nào có số điểm AnTuTu là cao nhất. Nếu mà tính về cái lý thuyết thì chiếc Redmi Q này sẽ tốt hơn khi nó sử dụng chip Snapdragon 712, là một chip có chắc chắn là cao hơn chip Snapdragon 665 rồi. Đây anh em có thể nhìn thấy cấu hình cụ thể này. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một sản phẩm có CPU là Snapdragon 712, còn trên này là 665. Về thông số đồ họa thì chiếc Redmi Q cũng cao hơn một chút khi nó sử dụng chiếc đồ họa là Adreno 616, còn trên chiếc Redmi Note 8 thì sở hữu chiếc đồ họa là Adreno 610. Độ phân giải của màn hình của hai chiếc máy này đều là như nhau, Full HD, camera chính cũng giống nhau luôn, 48MP, 8MP, 20MP. RAM cũng giống nhau là 4GB RAM. Đây là mình có hai phiên bản giống hệt nhau luôn về RAM và bộ nhớ. Bộ nhớ trong cũng là 64GB. Và chúng ta có thể nhìn thấy là hai chiếc máy này có CPU đều là 8 nhân. Thì trong đó là CPU của chiếc Redmi Q với CPU là 712 thì nó có 6 nhân chạy trên cái Ryo 360 vàng và 2 nhân là bạc. Trong khi đó là chiếc Redmi Note 8 là đều là 4 nhân, trong đó là 4 nhân vàng và 4 nhân bạc. Cái này thì mình cũng chả hiểu nó bạc nó khác nhau như thế nào, nhưng mà mình thấy nó cũng khác nhau đôi chút là như thế. Về mặt lý thuyết thì chắc chắn là chiếc Redmi 5 Redmi Q hay Redmi 5 Pro là tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm về cùng đánh giá thực tế với phần mềm AnTuTu, bởi vì là cái này nó còn liên quan đến vấn đề mà xử lý phần mềm của những hãng phát hành, ví dụ như đây của Xiaomi hay của Redmi. Xiaomi với phần mềm Android hay là Android chạy giao diện MIUI thì cực kỳ là tốt luôn, ai cũng thích luôn. Bây giờ mình sẽ chạy thử nha, các bạn kiên nhẫn chờ đợi một vài phút để xem điểm số thực tế của hai chiếc máy này sẽ là như thế nào. Ok, mình sẽ chạy luôn bài test ở đây. Đồng ý cho chiếc máy này chạy trên chiếc Redmi Note 8. Ok, chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của chiếc Redmi Q cực kỳ là lớn luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ bật nửa âm thanh của chiếc Redmi Q lại.
Và chúng ta cùng nhìn cái màn hình chạy đồ họa. Chúng ta cùng nhìn này. Chúng ta có thể thấy cái mức độ hiển thị của màn hình rất là tốt luôn. Với cái mức giá tầm 4 triệu cái màn hình được như thế này thì bây giờ chúng ta khỏi cần phải lăn tăn cái gì đúng không? Màn hình hiển thị, màn hình là màn hình tràn viền, giọt nước. Chúng ta có thể nhìn thấy mức độ hiển thị của nó rất là tốt luôn. Ở đây đối với góc nhìn mình nghiêng đi này. Đối với giải màn hình của nó là Full HD. Đấy, tất nhiên là trên Redmi Note 8 thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cũng không thua kém một chút nào cả. Và khi mà nó chạy AnTuTu ở đây thì mình cảm tưởng như ấy, cảm nhận như là chiếc Redmi Note 8 này có vẻ hư giật hơn một chút so với chiếc Redmi Q. Đấy, cùng là một cái giao diện giống nhau. Mình thử bật cái loa lên xem là chiếc Redmi Note 8 này có lớn hay không. Cũng rất là lớn và âm thanh cũng gần như tương đồng nhau các bạn nhé. Thì Redmi Note 8 nó có một loa ở bên này thôi. Đấy, chút nữa thì mình sẽ xem lại là chiếc Redmi Q là nó có mấy loa. Nó phát là mấy loa. Ok, mình bật to lên xem nào. Cái âm thanh được phát trên chiếc Redmi Q cũng chỉ phát một loa thôi. Thì anh em có thể nhìn thấy đây là một loa ngoài của chiếc Redmi Q. Bên này là cổng USB Type-C, đều dùng Type-C hết rồi. Và bên này là cổng 3.5, bên này là mic. Đấy, trên chiếc Redmi Note 8 thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà đây nó có hai mic luôn, hai khe mic luôn. Có lẽ là chiếc Redmi Note 8 được trang bị một mic chống ồn, thoại chống ồn. Cảm tưởng như là cao cấp hơn ở cái phần này. Thế thấy nhiều hơn là thấy có vẻ xịn hơn. Nhiều lỗ hơn là có vẻ xịn hơn, đây có hai lỗ này. Loa của chiếc Redmi Q mình nghe có vẻ như là trầm hơn và hay hơn một chút so với Redmi Note 8. Đây mình tự bật đây này. Redmi Note 8 này hơi chói tai. Đó, hơi chói tai hơn. Mình đánh giá loa của chiếc Redmi Q hay hơn. Còn về AnTuTu này thì nó sẽ chạy hết tất cả về mọi chức năng của chiếc điện thoại có thể đáp ứng trong cái vấn đề đồ họa, chơi game, lướt web hay là mức độ cảm ứng của chiếc điện thoại và đưa ra một cái điểm số chung các bạn nhé. Thì hiện tại ở đây nó đang chấm điểm 3D và sau đó nó sẽ chạy đến chấm điểm về truy xuất bộ nhớ rồi tất cả các thứ. Sau đó nó sẽ đưa ra một cái điểm số chung về mọi mặt của chiếc điện thoại, là chiếc nào mà có điểm số cao ấy, thì chiếc điện thoại đó có chất lượng về phần cứng và chất lượng về hiệu năng sẽ tốt hơn. Nhưng cái này nó còn liên quan đến hệ điều hành mà của hãng phát hành. Hệ điều hành đều là Android nhưng mà về giao diện của hãng phát hành và những cái CPU hay là những cái gia công về phần cứng, sản phẩm nào tốt hơn và đem lại hiệu năng tốt hơn thì nó sẽ đưa ra mức độ chính xác nhất, chứ không phải là CPU cao hơn mà đã cao hơn thôi anh em nhé. Nhiều khi CPU ví dụ như là 730 chứ chắc đã chạy bằng 710 trên một chiếc Xiaomi đâu. Xiaomi thì nó rất là tốt trong cái vấn đề xử lý phần mềm với phần cứng của nó. Còn chiếc Redmi 5, Redmi Q này thì mình cũng chưa được trải nghiệm nhiều, thì ngày hôm nay mình cũng sẽ đánh giá trực tiếp để anh em có cảm nhận cụ thể hơn. Chúng ta cùng chờ nhé. Cái này thì nó khá lâu ấy, nó sẽ mất khoảng vài phút, khoảng 10 phút, hơn 10 phút. Anh em kiên nhẫn chờ đợi, mình sẽ tua nhanh một chút anh em nhé. Ok, khi chờ đợi xong thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đúng như lý thuyết thì chiếc Redmi Q ở đây thì phần mềm AnTuTu nó nhận là chiếc Redmi 5 Pro có điểm số rất là cao, điểm số cao hơn chiếc Redmi Note 8 cũng tương đối. Đó là một chiếc là 179.611 là chiếc Redmi Q và chiếc Redmi Note 8 là 141.273. Thì trong đó chi tiết ấy thì các bạn có thể nhìn thấy là điểm của CPU ấy
thì chiếc RMQ cũng cao hơn, điểm GPU cũng cao hơn tương đối nhiều. Điểm UX là về cái mức độ mà xử lý phần cứng linh tinh ấy thì nó sẽ cũng thấp hơn. Nó hơn ở cái điểm MEM thôi, có nghĩa là cái truy xuất về RAM các thứ thì chiếc Redmi Note 8 là hơn. Có lẽ là Xiaomi sử dụng RAM tốt hơn. Một loại RAM của một cái hãng có độ truy xuất cao hơn thì đem ra điểm số cao hơn. Còn lại mọi thứ khác ấy, thì chiếc Redmi Q đều cao hơn. Cũng đúng thôi, khi mà chiếc Redmi Q có chip đồ họa và CPU điều hành đều tốt hơn chiếc Redmi Note 8. Điều đó là điều đương nhiên. Đây là bài đánh giá của về điểm AnTuTu. Thì chúng ta cũng thể nhận thấy là đúng như bản lý thuyết thì chiếc Redmi Q tốt hơn. Nhưng bây giờ thì mình sẽ đánh giá về cái mức độ mà xử lý về mọi cái phần mềm hay những ứng dụng đơn thuần. Mình sẽ không bật một cái tiện ích hay là cái xử lý RAM lên, mà mình sẽ để hai chiếc máy này chạy hoàn toàn bình thường nhé. Thì mình vừa chạy phần mềm AnTuTu và mình vẫn cứ để nó chạy như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vào trình duyệt Chrome. Trình duyệt Chrome để mình xem là cái mức độ lướt web của hai chiếc máy này như nào. Thì hai chiếc máy này đang đều được cùng kết nối một mạng Wi-Fi giống nhau. Mình sẽ vào luôn cái trang web của bên mình xem là sản phẩm nào sẽ load nhanh hơn. Thì nhân đây thì mình cũng nói qua với các bạn ấy, về hai chiếc máy này thì khi đi mua máy thì chiếc máy Redmi Q này có một cái lợi thế mà các bạn đều thích, đó là nó có sẵn tiếng Việt. Nó có sẵn tiếng Việt luôn, khi mà chiếc Redmi Note 8 này không có sẵn tiếng Việt và anh em chúng ta phải đợi đến 7 ngày mới có thể chạy tiếng Việt được. Về cách chạy tiếng Việt hay là cách xin quyền để chạy tiếng Việt như nào ấy, thì mình đã từng làm clip cho anh em xem rồi, đã áp dụng chiếc Redmi Note 7. Khi chiếc Redmi Note 8 này làm anh em cũng làm tương tự thôi, nó cũng chẳng khác gì đâu. Nhưng trên chiếc Redmi Q này anh em mua sẽ có tiếng Việt luôn và chúng ta sẽ không cần phải làm thủ thuật nào như ăn lắp hay gì cả. Chúng ta chỉ cần download cái Google Play về là chúng ta có thể tải ứng dụng bình thường và dùng hoàn toàn như một chiếc Realme 5 Pro ở chính hãng với mức giá tầm khoảng 6-7 triệu anh em nhé. Bây giờ mình mua chưa đến 4 triệu bằng những cái máy ở chính hãng như vậy, nhưng mà máy chính hãng thì có cấu hình cao hơn, mỗi trong là sóng 128GB, nó khác là như vậy. Bây giờ mình sẽ vào cái trong web của bên mình có tên là msm.vn. Thì anh em muốn mua sản phẩm từ xa, anh em có thể vào website này để xem. Và anh em ở Hải Phòng cũng có thể vào website để xem những sản phẩm bên mình. Anh em có thể yêu cầu hoặc đặt hàng trên website để mình sẽ ship cho anh em COD anh em nhá. Thanh toán sau khi nhận hàng rất là đơn giản. Anh em có thể vào website bên mình, đó là msm.vn nhá. Bây giờ mình sẽ test luôn website đấy xem hai chiếc máy này sẽ load như thế nào. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây, Redmi Q nó có tính là sẵn rồi. Còn chiếc Redmi Note 8 mình chưa có. Ok, mình vào cùng lúc này. Dễ dàng nhận ra ấy, thì chiếc Redmi Q load website nhanh hơn một chút, nhanh hơn cũng cảm nhận thấy luôn. Có thể thấy là chiếc Redmi Q chúng ta load nhanh hơn và chỉ cần hôm nhất nó load hoàn toàn là nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ vào một trang web khác đi, trang web dân trí đi. Trang web cũng được nhiều người vào, ngày nào mình cũng vào đây mình đọc báo trong nhà vệ sinh trước khi làm. dân trí.com. Đây, một trong con VN này mình vào luôn nhá. Ok, thì về trang dân trí ấy, thì các bạn có thể thấy là load ngay lập tức đối với chiếc Redmi Note 8. Nhưng mà để load đủ ảnh ấy, load tất cả các ảnh hay là những cái phần quảng cáo của website ấy, thì trên chiếc Redmi Q load lại nhanh hơn. Cái này nó ở cái mức độ là tương đương nhau thôi, chứ không phải cái nào hơn cái nào đâu. Anh em có thể nhận thấy như vậy. Trên chiếc website của mình thì chiếc Redmi Q nhanh hơn, nhưng mà trên dân trí thì chiếc Redmi Note 8 nhanh hơn. Về phần quảng cáo thì Redmi Q nhanh hơn. Cái đấy thì nó cũng là gọi là xấp xỉ nhau thôi. Và mình cứ để nguyên như vậy, mình sẽ không tắt đa nhiệm đi. Và bây giờ mình sẽ load một game. Load một game xem mức độ xử lý nó sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng bật lại đa nhiệm để nhìn nhá. Đây, ta có thể nhìn thế này. Đấy, ta có thể nhìn rõ ràng đang chạy rất nhiều đúng không? Mình cứ để nguyên như vậy đi. Bây giờ mình sẽ vào một game là Alpha 8. Chúng ta có thể thấy các máy vào rất là đồng đều luôn. Nhưng rất là bất ngờ khi mà chiếc Redmi Note 8 lại load game Alpha 8 nhanh hơn một chút so với chiếc Redmi Q anh em nhé. Load hơn nhanh hơn một chút luôn. Và chút nữa mình sẽ chơi thử xem thế nào. Bây giờ mình lại thoát ra đi. Và một game khác đi.
vào một game khác nào. Mình sẽ vào một cái game mà được anh em rất là hay chơi, là game PUBG. Game bắn súng mà gần như anh em nào mua điện thoại về cũng chơi. Tất nhiên là hai chiếc máy là chơi thoải mái, là chút nữa mình sẽ chơi thử cho anh em xem luôn. Ok, chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp là chiếc iPhone 8 mà lướt hay là một chiếc iPhone nào đó thì bây giờ chúng ta đã lót xong luôn rồi. Nhưng hai chiếc máy này thì đến bây giờ chiếc Note 8 của chúng ta lại nhanh hơn một chút so với chiếc Redmi Q. Khá là bất ngờ khi Note 8 lót game này lại nhanh hơn. Cái này thì đều là game nặng, đều rất là nhiều tài nguyên, thì mình nghĩ có lẽ là do MIUI nó làm phần mềm khá là tốt. Cái này thì cũng không có gì để nói cả, bởi vì là nếu theo lý thuyết ấy, thì lẽ ra chiếc Redmi Q nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà chả hiểu sao hai cái game nặng thì chiếc Redmi Note 8 hoàn toàn đều nhanh hơn cả. Chút nữa mình sẽ thử một cái game nhẹ xem sẽ là như thế nào. Và mình sẽ chơi thực tế thì sẽ đánh giá nó thực tế hơn. Đây là về tốc độ load game thôi. Bây giờ mình sẽ load thử một cái game nhẹ mà anh em cũng hay chơi xem nó sẽ là như thế nào nhá. Hai game nặng thì chiếc Redmi Note 8 đã load đều nhanh hơn rồi. Game này là game Plan of Zombie, một thể loại game mà được ra mắt cái này tầm 10 năm rồi anh ạ. Thì các bạn có thể nhận thấy là hiện tại hai máy vào rất là đồng đều. Và chiếc Redmi Q là load nhanh hơn. Có thể là do một game này là một game nhẹ thì chiếc Redmi Q xử lý nó nhanh hơn được, khi mà nó tập trung vào cái game này nó đơn giản hơn là tập trung vào cái game nặng. Cái này thì mình nói theo ý của mình thôi chứ không biết là như nào. Cũng đơn giản thôi, thì anh em có thể nhận thấy là chiếc Redmi Note 8 chúng ta load nhanh hơn rất là nhiều ứng dụng nặng so với chiếc Redmi Q. Hai cái vấn đề này thì hai cái game nặng ấy thì là như vậy, còn game nhẹ thì chiếc Redmi Q load nhanh hơn. Cái này thì nó không nói được nhiều thứ. Bây giờ thì mình sẽ thử chơi thử xem cụ thể nó sẽ là như thế nào nhá. Mình chơi thử luôn đi, mình thử chơi thử cái game là game Alpha 8 xem nào. Ok, vào thử chơi thử xem nào. Xem là trên chiếc nào sẽ chơi game sẽ thích hơn. Thì mình sẽ để chiếc Redmi Note 8 ở phía trên và chiếc Redmi Q ở phía dưới. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi thử luôn. Mình đã chơi rồi, bây giờ mình chơi lại xem thế nào. Mình chọn ngay cái cái này đi. Chúng ta có thể nhận thấy là cái âm thanh ở trên chiếc Note 8 này. Đó, mình sẽ bật chiếc Redmi Q xem nào. Chúng ta có thể thấy là âm thanh trên Redmi Q nó lấn át hoàn toàn chiếc Redmi Note 8 luôn. Thậm chí nó có thể lấn át được cả giọng của mình luôn. Là chiếc Redmi Q rất to. Ok, màn hình thực sự là mình rất ưng cái màn hình này luôn. Đó. Các bạn ở đây. Mình rất thích cái màn hình của chiếc Redmi Q luôn. Anh em có thể cảm nhận được nó rất là thật. Cái màu sắc của nó không quá là bóng bẩy mà nó rất là cảm giác cho mình rất là cảm giác là trung thực. Mình thích cái màu sắc của chiếc Redmi Q này. Thì bây giờ mình thử chơi trên Redmi Note 8 xem nào. Âm thanh của Redmi Q thì đỉnh hơn rất là nhiều rồi. Rất là to. Ok, bây giờ mình thử chơi trên Redmi Note 8.
Mình nghĩ là nếu mà trên chiếc Redmi Note 8 này có cái màu sắc nó khá là xanh thì có lẽ là màu sắc nó sẽ rực rỡ như chiếc trên chiếc một chiếc Samsung. Mình chơi thử và thử game xem thế nào. Đây mình cứ để game trên chiếc Redmi Note Q nó chạy như này. Hiện tại là hai chiếc máy mình đang để độ sáng là giống nhau các bạn nhé, để độ sáng là tối đa luôn. Đó. Ngay từ đây thì nhìn thấy trong game ấy thì mình có một cái cảm giác là mình đã hoàn toàn sai cái từ đầu rồi. Chiếc Redmi Note 8 này có màu sắc xanh, nền xanh ở màn hình nhiều nhưng mà màu sắc của nó là khá là nhợt nhạt. Nó khá là nhợt nhạt, mặc dù là cái màu trắng của nó rất đẹp nhưng mà nó khá là nhợt nhạt. Ok. Ô, mình thử bật loa này nào. Nhưng mà nó không phải nhợt nhạt theo cái dạng màn hình lởm đâu. Mình thấy cũng tương đối tốt, nhợt nhạt so với chiếc Redmi Q và mình vừa nhìn thôi. Chứ còn mọi thứ thì cũng khá là ok. Chơi game thì cảm giác rất là giống nhau. Mình rất là thích hai cái sản phẩm này. Ở một cái là màn hình nó tràn viền và chơi một cái game mà mình không cần phải sử dụng nhiều đến cảm ứng trên màn hình ấy. Như game iPad 8 này thì mình nhìn thấy rất là sướng khi mà mình thấy gần như là màn hình nó đầy hết lên trên mắt ấy. Anh em có thể nhìn thấy cái góc nhìn không? Góc nhìn rất là lớn luôn này. Đó, Redmi Q như vậy, cái xẻo Redmi Q rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Cảm giác rất là thật luôn, màn hình cảm giác chiếc Redmi Q rất là cao cấp luôn, cái màn hình nó rất là cao cấp luôn. Đó. Game iPad 8 thì khỏi phải bàn, nó hai chiếc chơi cũng tương tự nhau. Bởi vì cái game này thực ra nó đòi hỏi cấu hình cũng để khi chơi game cũng không còn nhiều đâu, RAM 1GB thì cũng chơi được. Nó chỉ có nặng ở cái là nhiều bộ nhớ thôi, nhiều tài nguyên thôi. Chứ còn RAM 1GB nhiều khi anh em cũng chơi được ấy. Bây giờ mình chỉ thoát ra mình chơi một cái game là gọi là gần như là nặng nhất là cái game PUBG. Game này gần như là anh em nào mua máy về thì cũng chơi. Đó, mình sẽ vào lại game PUBG mình chơi, mình đã tạo hai cái tài khoản khác ở đây. Và bây giờ mình sẽ vào thử mình chơi xem này. Bây giờ mình sẽ cùng nhìn về cấu hình mình setup nhé. Thì trên chiếc Redmi Note 8 này hoàn toàn là mình chưa được cài ROM quốc tế. Chưa được cài ROM quốc tế, nó chạy vẫn là ROM nội địa Trung Quốc và không có tiếng Việt. Khi chúng ta mua được 7 ngày chúng ta sẽ cài được hoàn toàn bình thường. Bây giờ chúng ta cùng nhìn này. Và trên này nó cũng có đầy đủ các thông tin đây. Và mình đang ở cái chế độ đồ họa bình thường. Mình sẽ chuyển sang HD xem nào. Rất là tiếc khi chiếc Redmi Note 8 là chúng ta không chuyển được sang HD anh em ạ. Mình nhớ không nhầm là chiếc Note 7 nếu mà chạy ROM quốc tế thì chuyển được ấy. Nhưng tại sao chiếc Note 8 này bản ROM này thì không chạy được. Mình hy vọng là ra sang ROM quốc tế thì chúng ta sẽ chuyển HD bình thường. Bởi vì là cái chip này cũng đâu phải là bình thường đâu. Và trên chỗ chế độ khung hình, tốc độ khung hình thì nó chỉ ở chế độ trung bình thôi. Nó không có ở chế độ cao. Đấy, mình sẽ cùng nhìn sang chiếc Redmi Q này xem thế nào. Chiếc Note 7 mà chắc mình nghĩ chắc chắn là sẽ tốt hơn. Chiếc Note 7 thì vẫn chơi game nó vẫn gọi là ngon hơn rồi. Đồ họa là chiếc Redmi Q này có sẵn tiếng Việt luôn anh em ạ. Và chúng ta có thể nhìn thấy nó đã được chọn HD này, nó có HD anh em ạ. HDR thì không có rồi. Và tất nhiên rồi, tốc độ khung hình cũng sẽ ở mức cao và mình sẽ chọn mức cao. Về chế độ phim ảnh các thứ thì mình sẽ để tương tự và bây giờ mình sẽ cùng vào game xem là trước nào chơi game tốt hơn, bởi vì game này là game tương đối nặng. Những cái chip đầu 6 thấp hoặc là những cái chip đầu 4 sẽ gần như không chơi được. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ chơi trên một chip đầu 6 và một chip đầu 7. Tất nhiên là đầu 7 sẽ ngon hơn. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Chiếc Redmi Q đã lót vào trong game được rồi. Đây, hoàn toàn không có, mình không cảm thấy giật luôn. Màu sắc rất là sáng, rất là thật luôn. Mình thích cái màu sắc của chiếc Redmi Q này. Cảm giác cái màn hình nó là màn hình của một sản phẩm cao cấp. Đó, trên Redmi Note 8 xem nào. Mình có cảm giác là nó hơi chậm, cảm ứng nó hơi chậm hơn một chút anh em ạ. Còn lại cũng chưa thấy nó bị giật. Chỉ thấy cảm ứng hơi chậm hơn một chút thôi. Mà thứ cũng tương đối ổn. Hai cái máy bay thì cái màu sắc nhận thấy dễ dàng là cái Redmi Q nó rất là thật. Còn bởi vì là chế độ màn hình HD mà, khung hình cao mà. Còn trên chiếc Redmi Note 8 thì vẫn hơi kém.
Sao không sao, mình hy vọng qua quốc tế thì sẽ là đầy đủ. Để rồi đi mấy luôn. Mình vừa thấy chiếc Redmi Note 8 bị giật một chút. Thôi mình cứ vào mình nhặt súng đi. Mình vừa thấy bị giật một chút anh em ạ. Ok, mình đã có khẩu súng rồi, mình sẽ tìm địch mình diệt luôn. Ok, sang Redmi Queen nào. Anh em có thể nhìn thấy màu sắc rất là thật không? Hiện tại mình đánh ở hai cái khung cảnh đều là ban ngày và rất là may chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu sắc nó đầy đủ hết. Trên Redmi Q màu sắc rất là thật luôn, rất là cao cấp luôn. Khi mà nó được chỉnh sang chế độ HD, màn hình rất đẹp. Tất nhiên là âm thanh rất là sống động, mình sẽ bật hết âm thanh của chiếc này lên. Bên Redmi Note 8 đang bị bắn anh em ạ. Nghe tiếng súng là biết là máy rồi, chứ không phải là bot, là chứ không phải là người. Đó, anh em có thể nhìn bắn rất là xa. Đấy, anh em lại nhìn rất là xa, mình ngắm được chết nó rồi. Đây thằng này nữa. Chết luôn. Ok ok. Đó. Bây giờ nó đang quy nào. Định đầu giết luôn. Trời ơi, tiếng súng mình là mình giật mình luôn anh em ạ. Âm thanh nó rất là sống động luôn. Và mình thấy một điều mình thích ấy, là khi chúng ta cầm trên tay này nó không bị che mất cái loa nhiều đâu. Trên chiếc Redmi Note 8 thì mình vừa cảm thấy nó bị che mất loa anh em ạ. Đây này. Đấy, nó cầm này, nó cũng tương tự góc giống nhau. Đấy, nhưng mà sẽ che nhiều hơn. Redmi Q cảm thấy thích hơn. Đấy, cũng nếu anh để tay này thì cũng bị che đấy. Hai chiếc máy này nó chung là tương đồng nhau thôi. Về thiết kế khi cầm nắm chơi game rất là giống nhau luôn, cầm nó không khác nhau gì là nhiều mấy. Mà mình chơi game thử một lúc ấy thì đều không có hiện tượng nóng bên dưới. Mặc dù hai chiếc máy mà này mình đều không dùng ốp, không thấy nóng bên dưới luôn. Và điều rất là dễ, anh em có thể thấy không, rất là dễ khi mà trên chiếc Redmi Q ấy, chúng ta có các màn hình chơi game và tất cả các cài đặt đều tốt hơn rất là nhiều so với Note 8 luôn. Màn hình rất là đẹp. Vấn đề này ấy thì cũng khó nói, bởi vì hiện tại bây giờ mình chiếc máy này mình đang sử dụng ROM Trung Quốc, ROM thị trường nội địa Trung Quốc mà sẽ không phải ROM quốc tế. Mình thì mình không quen dùng lắm ở cái giao diện vút lên như này. Các bạn dùng quen thì không nói gì đâu, nhưng cái màn hình của chiếc Redmi Q rất là cao cấp, cảm giác rất là cao cấp luôn và tương đối đẹp. Chiếc Redmi Note 8 thì màn hình ở mức độ trung bình thôi. Cái vấn đề ở đây ấy, rất là nhiều anh em đang lăn tăn, bởi vì sao? Bởi vì Redmi Note 8 thì rất là đã được anh em thương hiệu đó, anh em tin tưởng rồi. Máy Note 7 mà dùng rất là bền, Redmi Q thì nó là mới mà không biết là chất lượng như nào, mình mới bán thì mình cũng không hề biết. Nhưng mà để mà mua một chiếc máy chơi game ấy, mà anh em không sợ về cái vấn đề mà chưa quan tâm về vấn đề và bền độ bền hay không ấy, thì mình nghĩ anh em nên chọn Redmi Q. Bản thân mình là như vậy, bởi vì là chơi game và các thứ mình cảm thấy đều hơn anh em ạ. Đến về có luôn, mình chỉ cài mỗi Google Play là mình tải được tất cả các thứ về mình dùng rồi. Chiếc Redmi Note 8 mình phải unlock mất khoảng 7 ngày, chờ unlock mất 7 ngày để dùng ngay tạm 7 ngày, sau đó lại chạy trên điện lên và cài tất cả các thứ. Cũng khá là bất tiện. Và như một điều ấy thì Xiaomi vẫn cảm thấy anh em yên tâm hơn một phần. Vấn đề là dùng sạc thì hai chiếc máy nó đều theo sạc nhanh,
RealMeQ nó có một cái sạc nhanh của Oppo, nó sạc VOOC, sạc này rất là nhanh, nhanh hơn một chút so với cái sạc nhanh mà kèm theo máy Redmi Note 8 là sạc nhanh 3.0 ở đây. Đó thì mọi thứ đều như vậy thôi. Mình làm clip này chỉ đơn giản cho đánh giá cho khả năng cá nhân của mình. Anh em xem clip mà cảm thấy thiếu sót thì anh em cứ bổ sung theo ý kiến của anh em vào comment bên dưới. Anh em cảm thấy hay thì chia sẻ mọi người cùng xem nhá. Anh em thấy kênh thích thì anh em cứ subscribe để theo dõi. Anh em cần clip nào thì anh em cứ đưa lên là mình sẽ làm. Mình sẽ có máy nào mình sẽ làm theo yêu cầu anh em, bởi vì tất cả clip ở đây mình đều làm theo yêu cầu anh em hết. Cảm ơn anh em xem clip nhá.